chàng trai bị giam lỏng trên tàu giữa biển khơi suốt 4 năm. Mohamed Aiha là thủy thủ người Syria đã mắc kẹt trong một con tàu neo đậu giữa biển khơi trong 4 năm trời và không thể rời đi do một tình huống giờ khóc giờ cười. Năm 2017, Mohamed Aiha gia nhập thủy thủ đoàn con tàu chở hàng MV Aman với tư cách là thuyền phó. Tàu được một công ty Liban ký hợp đồng thuê, còn chủ sở hữu là một công ty khác ở Bahrain. Trên đường đi qua kênh đào Suez, tàu bị nhà chức trách cảng Azabiza của Ai Cập chặn lại để kiểm tra. Họ phát hiện thiết bị an toàn và giấy chứng nhận phân loại của MV Aman đã quá hạn. Đây thật ra không phải là một vấn đề quá nghiêm trọng đối với các chủ tàu. Chỉ cần chỉ huy tàu đến một cảng, nhận thiết bị an toàn mới và bổ sung các thủ tục giấy tờ thích hợp là mọi chuyện suôn sẻ. Tuy nhiên, lúc này chủ tàu người Bahrain tuyên bố phá sản, công ty Liban thuê tàu từ chối chi thêm tiền mua nhiên liệu. Thế là con tàu bị mắc kẹt ở vịnh Suez. Trong hoàn cảnh khó khăn, thuyền trưởng đã bỏ lên bờ và không bao giờ quay lại. Aiha trở thành người chỉ huy cao nhất trên tàu nên một tòa án Ai Cập tuyên bố anh là người giám hộ hợp pháp của nó. Khi đặt bút ký vào lệnh của tòa án, Aiha vẫn chưa nghĩ tới tương lai 4 năm sau đây của anh bị buộc chặt với con tàu. Vài tháng sau đó, từng thủy thủ còn lại lần lượt rời khỏi tàu. Theo luật pháp quốc tế, Aiha phải ở lại với con tàu, chờ đợi những gì xảy đến tiếp theo. Anh không được trả lương, không có hy vọng được trợ giúp từ những người chủ phá sản, và cơn ác mộng của anh bắt đầu. Không còn nhiên liệu, không có điện, còn thức ăn thì Aiha nhận được từ những chuyến ghé thăm không thường xuyên của lực lượng bảo vệ bờ biển. Anh trai của Aiha cũng là một thủy thủ, thông qua MV Aman biết được tình trạng của em mình nhưng cũng không giúp gì được. Cả hai chỉ thỉnh thoảng nói chuyện ngắn gọn qua điện thoại. Sự cô đơn và tuyệt vọng trong hoàn cảnh bi thảm này khiến sức khỏe tinh thần của Aiha suy sụp nhanh chóng, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống. Anh chia sẻ, tôi không thể nhìn cũng không nghe thấy gì cả, giống như đang ở trong một chiếc quan tài vậy. Một cú sốc lớn hơn đã đến với anh vào tháng 8 năm 2018, khi Aiha biết tin mẹ anh qua đời. Thời điểm này, người thủy thủ mắc kẹt đã từng có ý nghĩ biến con tàu từ chiếc quan tài theo nghĩa bóng thành quan tài thực sự. Tôi đã nghiêm túc cân nhắc việc kết thúc cuộc đời mình, Aiha thừa nhận. Tháng 3 năm 2020, một cơn bão lớn đổ bộ vào vịnh Suez, gió mạnh khiến tàu bung neo, trôi cách chỗ cũ khoảng 8 km, mắc cạn ở một địa điểm cách bờ chừng vài trăm mét. Bão qua, thỉnh thoảng anh có thể bơi vào bờ để mua thức ăn và sạc điện thoại di động. Điều quan trọng hơn, anh có thể nói chuyện với những con người thực sự, thay vì phải đối diện với thành tàu ngày này qua ngày khác. Tuy nhiên, Aiha không thể bỏ con tàu, trách nhiệm của anh vẫn còn. Cuối cùng, cuộc sống địa ngục của anh rồi cũng chấm dứt. Vào ngày 22 tháng 4 năm 2021, thuyền phó Mohamed Aiha được phép rời con tàu bị bỏ rơi, chấm dứt cuộc sống như Robinson trên biển 4 năm trời. Trên đường về nhà tại sân bay Cairo, Aiha cho biết, tôi cảm thấy thế nào hả? Giống như tôi đã ra khỏi nhà tù. Cuối cùng thì tôi cũng được đoàn tụ với gia đình của mình. Về phần chủ sở hữu tàu, công ty vận chuyển và dịch vụ hàng hải Tilo, người đại diện cho biết, họ đã tìm mọi cách để hỗ trợ Aiha nhưng họ thật sự bó tay. Chúng tôi không thể buộc thẩm phán tước bỏ quyền giám hộ hợp pháp con tàu của Aiha và cũng không thể tìm được một người nào trên hành tinh này tới để thay thế anh ấy. Nhiều người cho rằng, sau cơn ác mộng kéo dài 4 năm này, Aiha sẽ không muốn lên một con tàu nào nữa. Dù vậy, sau khi về với gia đình, Aiha dự định quay trở lại biển. Anh hy vọng chuyến đi tiếp theo của mình sẽ không kéo dài đến 4 năm.